các bài tập thể dục nhẹ nhàng có thể giúp tăng cường quá trình thải độc gan một cách hiệu quả, ngoài việc lựa chọn thực phẩm tốt cho gan. Gan là cơ quan quan trọng trong việc loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Dưới đây là 4 bài tập đơn giản mà bạn có thể thực hiện tại nhà để hỗ trợ chức năng gan. 1. Yoga Yoga có thể giúp trẻ hóa lá gan và hỗ trợ sức khỏe tổng thể nếu bạn thực hiện thường xuyên các bài tập yoga không chỉ tăng cường sức mạnh mà còn giúp cải thiện lưu lượng máu và tiêu hóa. Đồng thời, chúng cũng giải quyết các yếu tố cơ bản như căng thẳng và lối sống ít vận động, những yếu tố có thể gây suy giảm chức năng gan. Hãy tham gia các lớp yoga để kéo giãn cơ thể và tận hưởng sự năng động tích cực. 2. Pilates Pilates là một hình thức tập luyện nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả, tập trung vào sự linh hoạt, sức mạnh cốt lõi và kiểm soát hơi thở. Bài tập này giúp cải thiện tuần hoàn oxy và lưu thông máu, điều này rất quan trọng vì gan là trung tâm lọc máu của cơ thể. Nhờ vậy, chức năng gan sẽ được cải thiện. Pilates cũng giúp giảm căng thẳng, tạo ra tác động tích cực đối với sức khỏe của gan. Thực hiện bài tập Pilates khoảng 15 đến 20 phút vài lần mỗi tuần để có kết quả tối ưu. 3. Chống đẩy và squat. Các bài tập rèn luyện sức mạnh như chống đẩy và squat không chỉ giúp tăng khối lượng cơ bắp mà còn hỗ trợ khả năng chuyển hóa chất béo và gluco, giảm áp lực cho gan trong việc xử lý tế bào mỡ. Thực hiện các bài tập này mỗi ngày một hiệp với số lần lặp lại nhỏ, từ 10 đến 15 lần và dần dần tăng số lượng để cải thiện sức khỏe tổng thể và chức năng gan. 4. Đi bộ nhanh Đi bộ nhanh là một hình thức vận động đơn giản, giúp cải thiện sức khỏe gan. Việc đi bộ không chỉ tăng nhịp tim mà còn làm giảm mỡ gan, một yếu tố thường liên quan đến các bệnh như gan nhiễm mỡ, đi bộ cũng hỗ trợ tuần hoàn và giúp gan thải độc tố khỏi cơ thể. Hòa mình vào thiên nhiên, khi đi bộ cũng giúp giảm căng thẳng mãn tính, một trong những nguyên nhân gây hại cho gan. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.